Rồi bắt đầu tính giờ rau ba giải tạm biệt Manlit của HDA nha. Có sầu hẹn đi có chứ. Giờ chọn người đi trước đi sau đi hả? Hai bạn có thể đổ xí cầu, tù xùy hoặc là đánh lộn. Mày thôi chắc. Oh shit ba. Mày lắc hai cục ra ba à? Mày lắc ở một sao? Một thì lắc vẫn hai. Tôi oh shit. Năm. Không khá hơn là mấy? Không khá hơn là mấy? Không sao, quan trọng là ốc rồi. Có mày lắc 12 luôn, bãi tiêu. Em đi trước nha. Ok. Cái gì? Em cạch cái xuống tay mày đâu. Thế là sao mà ai kỳ thị mày như mấy kỳ thị mấy vậy đi. Đó, xuống hình đi rồi, tới tao rồi. Rồi, đi trước cho mượn hèn. Đi sau khỏi mượn nha. Đi sau đưa cái hèn này. Lấy kim không? Lấy kim không để mở có. Có cái lô. Sao chú? Sao chú nhìn đẹp không? À, tao không biết. Bỏ anh lấy 6 kẹt mà sao giờ còn 5 ngày vậy? Chú lấy 1 kẹt cháu rồi. Đi sau thì lo lên từ từ em ơi. Lo trước ăn đầu. Ok. Cái đó là gì? Em biết kẹt 1 kẹt sẽ có special summon 1 symphonic warrior monster. Cho anh xin tên nhập viết. Xin pho được rồi. Thích đánh đàn guitar. À, con này là guitar. Guitar hay chị em. Em chưa anh lóc được những cái thứ hai. Ok, cho lấy. Chừng nào anh lóc được em chạy ra. Chạy đời. Mất em, trên sân có ép gì không? Em coi nghiệp một symphonic và định lên một monster type. Tất cả cái type đó hết. Nó là keyboard. Nó là piano. Hai cái ô. Cái trong nguyên deck của nó hai là chú ngồi. Chú ngồi chú sệt. Từ giờ tới hết game luôn á, tao đéo biết ép con nào đâu. Trời ơi, đã đánh tích sạch rồi đó, đọc đi. Được mà. Là ép nháy đúng không? Ok. Từ từ. Ok. Đây. Cái lông gì? Đã gì vậy? À, khi này được normal summon nên tao gặp symphonic monster với một special summon đó. Summon đó. Ok, tới. Chị nhà của này. Khi này được normal special em toàn nghe scare đấy. Chị quay lâm mà, quay lâm đi, mày nói chuyện tao. Chưa nháy luôn đúng không? Đây chưa nháy luôn đúng không? Xin nghĩ mày phải có xuân hai mươi xin mày mới được ngày ngay xin thăm anh nè nào để coi mày phải có xuân hai mươi xin mày mới được ngày ngay cái màu này là ta xuân hai mươi xin này đâu có thể ta lấy cái gì hả gì đâu cái gì hai mươi xin được đâu đét thì đét mượn đó mà làm đồ gì có giống như có mấy con xuân hai xin được thôi.
Ủa con này nó được nháy nữa không? Không, hay là chỉ summon mới được nháy thôi. Cái nháy qua đó là cái chiếc ngờ cái summon đúng không? Cái build thì được nháy. Tại vì nó chi build để qua token đúng không? Không, cái build từ nó có hai F, một là lên này nó nhảy qua token. Hai là nó chi build để mà một là special ra hoặc mình chơi. Thì cái F đó là F không có F quick. Là chi build 1. Chi build 1 counter là destroy kẹt kinh sơn. Chi build 2 là special mega fan x red. Chi build 3 là chắc được một đợt. Hãy ghét đi. Hãy ghét đi. Hãy ghét đi. Quick quick thì nó banh chắc rồi. Quick nó banh chắc. Rớt rớt rớt. Dạ. Ngồi không? Ăn bắt tập lấy chất hồn chết. Nháy nháy đồ mà. Mỗi lồn sột sô kia cháu cho ăn, nó quăng maxi cháu á, cháu lực cái lồn Ray, Nico lồn gì, bay 2000 xong bị này gây. Nó mất 2000 xong nó bị này gây maxi, nó cày vãi lồn. Gì không? Thank you.
NFT này. Mình nét con người khác có vẻ mất rít không xài nét của mình. Kinh nghiệm để đời quá, có khi đóng dài cái mượn nét của ta rồi. Đó, còn kinh nghiệm để đời của sĩ Đức là trước giải mượn hết tất cả những nét có thể. Vô giải lại bớt được bao nhiêu đối thủ lại. Thì chắc con thấy kẹt này cháu quên nét là đủ. Liền. Biến nó nổ tất cả đó, nhưng mà nếu biến nó xài sao á. Chơi nhiều nên vậy mới biết khay đạn. Mọi người đừng có thể đừng bàn về cái cây đàn đó không? Mười lăm nhanh. Nghe tức nhờ. Nhưng làm được gì? Làm được gì đâu? Lo dung đông. Diệp 2 đúng không? Diệp 2 đấy chị. À, được đi trước sẽ khác đúng không? Ủa mình nãy mày đi trước. Rick Hoy. Anh VL thôi. Không, anh VL muối để coi đúng không? Đăng xuân mà. Còn bà nốt cho con bây giờ. Mày xài từ từ cho tao xài với. Chuyên gia 40 quê. Tầng 42 trở lên. Bớt, bớt nhà quê rồi đấy. Tùy deck lắm. Deck combo thì 42. Deck control thì 41. Chắc BK cho đánh tới 45 cái luôn.
tùy build thôi. Nói chung là có những cái bắt buộc phải build dày rồi. Nhưng mà tối ưu vẫn phải giảm tỷ lệ tối ưu. Mấy giờ mình lắc xí ngầu mình đánh lại được không? Mọi người nói gì em thấy tự ti quá. Cho nó không lên mọi người chứ. Cho nó một tí là thua. Chứ cho nó một tí thì chứ nó chọn đi đi chứ đi sau. Đi trước thì sẽ là chứ đi sau không được reset lại thôi. Đúng rồi. Muộn hen đi chứ muộn hen. Mày nặng như cho tinh trì luôn hả? Yes. Đi sau muộn hen. Cái nụ cười quá luôn. Rồi đi chơi. Chơi chơi bài đi mấy bạn. Chơi ngay khi còn có thể. Ok. Em có thể đặt một Zephra bên Monster từ đây khỏi xa, sau đó còn lại push scale với con lên mặt con tạ. Là Rison một chỗ luôn đúng không? Sau đó nếu nó kết ép trong tuần này nó sẽ hoàn thành trong tuần sau. Trên hai là biến của nó. Cái một sợi hả? Thank you.
phép gì ạ? Sau một zip ra kẹt cho đến hai. Sau đó nếu này với mỏ, nếu mà một hay nhiều kẹt zip ra với em có bị show và tổ kẹt cái này không phải được trùng một tiếp hết. Một tên đúng không? Hay là một lần? Một lần. Giống ở đâu có kẹt ca đâu anh mà tên này.
Thank you.
đâu có gì cái đấy. Thank you.
nghĩ Bita. Ok mày. Nó tội kìa. Nó cho em phát cho mất 1 ngàn chứ. Mùi rồi. Giỏi cho em. Ta đính cái chổi không cho ấy lại. Tự nhiên là cái order á, tự nhiên là cái chết mình lên đủ quá. Thằng đấu súng. Cắt cho cái đá.
đơn giản. Mà đừng quan tâm nó, nó cũng biết kẹt rồi, không có lấy là biết kẹt rồi. Em review của Sword Art Online trên tay của em, em bao gồm một monster kẹt tech là Sword Art Online dưới 1 special lên, sau đó tăng nó level từ 1 tới 4. Chứ mà nhảy lên là chỉnh level. Yếu quá, cái một xuân mà nếu đỡ được không? Cái gì này là cái chi tay thôi.